Rồi, chúc đại gia đình an lạc với A Di Đà Phật. Chúng ta niệm Phật, quý vị để ý chỗ này quý vị. Có rất nhiều người dính phải. Ban đầu chúng ta gặp pháp môn niệm Phật, chúng ta nghe những người hướng dẫn mình về niệm Phật cầu sanh cực lạc, mình cũng cảm thấy háo hức lắm, tâm nó háo hức dữ dằn. Giống hồi đó những đức có cái ông huynh đệ, ông ở ngoài ông khổ quá, ông làm gì cũng không được, vợ ông chửi suốt, cứ còn nghe mấy cái đĩa ông nói niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày được sanh cực lạc thì hết khổ. Ông vô ông quyết tâm ông niệm 2 tháng không giảng sanh. Càng về sau thì tự nhiên thì ông cũng tu, nhưng mà cái tâm mà cầu giảng sanh của ông từ từ nó nhạt nhẽo. Có nghĩa là cái bệnh mà niệm Phật mà bị nhạt nhẽo đối với cái tâm cầu giải thoát này nó nhiều, hết sức cẩn thận. Không khéo chúng ta để nó lỡ qua một đời uổng. Nghĩa là mỗi ngày mình niệm Phật lễ Phật mà càng ngày mà mình càng nhìn nhận cái cuộc đời này nó giả tạm, càng ngày càng nhìn nhận cái cõi đời này khổ đau. Dù cho là được cái sự hạnh phúc gì cũng thấy nó là ngắn ngủi. Tự nhiên cái tâm mà muốn sanh cực lạc mình nó háo hức lên. Nghĩa là mình càng niệm Phật thì cái tâm mà cầu sanh cực lạc mình càng háo hức lên. Đúng. Đúng rồi đó quý vị. Tu tập vậy là đúng. Còn nếu như mình càng tu mà cái tâm cầu giải thoát của mình, cầu giáng sanh của mình càng ngày nó càng giống như nhạt nhẽo đi. Nó nhạt nhẽo, nó không còn cảm giác gì chứ. Thì thua. Thấy không? Nó nên là kiểm lại cái tâm mỗi người chúng ta. Mình niệm Phật mình kiểm lại cái tâm của mình. Coi mình có phải là cái tâm nhạt nhẽo cầu giải thoát và không dám tin cuối cuộc đời mình được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh hay không? Có đó. Có nhiều người cũng niệm Phật đó, nhưng mà không dám tin rằng là cuối đời mình được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh đó quý vị. Nhớ chỗ này nghe. Tuy niệm cũng niệm vậy đó, nhưng mà không dám tin là cuối cuộc đời Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về thế giới cực lạc. Bị bệnh này đó. Nó nghĩa là cái tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc không còn. Giết thấy mình không có cơ hội. Và thấy một điều, niệm Phật nó có một tiêu chuẩn gì đó, rồi thấy mình không đủ cái tiêu chuẩn đó, nên mình mất đi cái lòng tin. Dù là cũng niệm Phật, dù là cũng niệm Phật, nhưng cái tâm cầu sanh cực lạc không còn. Nên những cái bệnh này rất nhiều người niệm Phật bị dính phải luôn á. Nhiều lắm quý vị. Đó. Rồi có những người mình á, nghe nói rằng là giống như tín nguyện người niệm Phật mà tín nguyện niệm Phật á, giống như mình chỉ cần nương vào tín nguyện niệm Phật thì mình tha hồ mình làm sai, cuối cuộc đời được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh. Không có nguyên lý này đâu quý vị. Nghĩa là lời Ngài Pháp Viên Thượng Nhân dạy rồi, lời Thiện Đạo Đại Sư gì gầy dựng tín nguyện, nó không phải như vậy. Tại vì sao này ta, sách vở người ta cắt khúc, người ta ghép câu lại, đọc thì phải hiểu nguyên lý. 100% các ngài là bậc trí tuệ, không có nói như vậy. Quý vị phải nhớ rằng câu A Di Đà Phật và bổn nguyện niệm Phật giống như tấm gương vậy. Mà phàm phu mình là kẻ tội lỗi, mỗi ngày niệm Phật là soi vào tấm gương đó để phản chiếu lại chính mình, phản chiếu lại mình. Ví dụ như mình lỡ làm lỗi bất hiếu với cha mẹ, nhờ niệm Phật tấm gương phản chiếu lại, mình phải có hiếu với cha mẹ mình. Rồi mỗi ngày mình tham lam thì nhờ tấm gương này nó phản chiếu lại, mình không còn tham lam. Rồi mình làm một điều gì sai quấy, nhờ niệm Phật, nhờ lễ Phật và tấm gương này nó phản chiếu lên mình để mình sửa đổi lỗi lầm. Có nghĩa là câu Phật hiệu và bổn nguyện là tấm gương phản chiếu để giúp cho chúng ta là kẻ phàm phu dễ bị tác động của tội lỗi, giúp cho mình dừng lại điều tội lỗi
và gây dựng tín nguyện cầu sanh cực lạc. Cái tín nguyện cầu sanh cực lạc nó vượt trội qua cái điều sai quấy, nên chúng ta được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh, chứ không phải là nương vào bổ nguyện niệm Phật rồi tha hồ tạo tội, cuối cùng Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Không phải như vậy. Không phải đâu quý vị. Nếu mà nói vậy thì Phật Pháp không khác nào cho người ta cơ hội để tạo tội nghiệp để xã hội này nó loạn sao. Trong khi Phật Pháp là dạy để an định xã hội tốt đẹp, chứ làm gì có cái chuyện mà để cho mình tự nhiên chửi cha mắng mẹ rồi làm nhiều điều tội lỗi. Thí dụ như bây giờ câu chuyện Hòa Thượng Tịnh Công ngày kể đi, về Pháp Sư Quánh Kha khi Ngài ở trong chùa phạm trai phá giới làm điều tội lỗi. Khi Ngài nghe nhân quả một cái, Ngài thấy đáng sợ, và Ngài hỏi người là có một cái pháp nào để giúp cho Ngài để mà giải quyết cái vấn đề này hay không, chứ đọa vào tam đồ ác đạo thì đáng sợ quá. Cái tâm cầu pháp đó của Ngài nó cực kỳ mạnh luôn, nó không phải đơn giản nữa. Cái tâm mà muốn mà thoát khỏi tam đồ của Ngài nó kinh quá, nó còn hơn cái người chưa tạo tội nữa. Có những người ta chưa tạo tội, quý vị thấy người ta chưa tạo tội nha, nhưng mà cái tâm người ta đi với chuyện giải thoát. Cái tâm người ta giải thoát người ta không còn nữa, người ta cứ sống cho qua ngày vậy, giống như người ta không tạo tội gì, nhưng mà đang tạo tội đó quý vị. Thật sự tuy giống như không tạo tội gì nhưng mà nó đang tạo tội gì. Tu hành không còn giải thoát tâm là đang tạo tội tam đồ đó, chứ không phải chuyện giỡn chơi đó quý vị. Nhưng mà Pháp Sư Quánh Kha này, khi ông được dạy cái pháp niệm Phật rồi thì ông vào trong lưu thất, ông đóng cửa thất, ông niệm Phật 3 ngày 3 đêm, giống hệt như trong kinh A Di Đà nó từ 1 ngày đến 7 ngày. Không ăn không uống. Có nhiều người nói rằng làm gì có cái chuyện dễ dàng. Quý vị làm thế có dễ không? Mấy trăm năm chưa từng thấy những cái sự việc phi phàm như vậy. Đừng nói dễ dàng. Quý vị nói 3 ngày 3 đêm không ăn không uống mà niệm mà cảm hóa Đức Phật A Di Đà đến, vì nghĩ đơn giản lắm hả? Đây không phải là người bình thường làm được đâu. Thị hiện tội lỗi rồi quay đầu niệm Phật làm chuyện không phải là kẻ phàm phu làm được. Đó gọi là đốn xả, tuy niệm Phật mà gọi là đốn xả đó quý vị. Đâu phải là người bình thường làm được đâu. Nên vừa nghe qua có những người nói ồ sao đơn giản quá, thử quý vị làm thử coi, 3 ngày 3 đêm thử coi. Có đơn giản không, biết liền gì đâu. Đừng có nói 3 ngày 3 đêm, niệm Phật dừng 2 tiếng thôi, ngủ gà ngủ gật. Rồi leo lên cái giường nằm ngủ luôn, ti vô nhập thất. Nhưng mà vô đó không biết nhập thất hay là nhập cái gì không biết trong đó, hay là nhập điện thoại. Chứ đừng có nói 3 ngày 3 đêm của người ta là thật chắc niệm Phật, thật chắc thành tâm sám hối luôn. Người ta niệm mà cảm ứng với Phật A Di Đà đến luôn. Quý vị nghĩ đơn giản lắm sao? Nghĩ cái chuyện đó đơn giản lắm mà. Tuy là một câu chuyện kể nhưng mà câu chuyện đó mình cảm thấy rùng mình á, thấy mình không làm được luôn á, mình phải tiệm tu á. Còn người ta là đốn xả vì nói chuyện đơn giản lắm sao? Có những ông mà văn tự cao siêu, mấy ông nói rằng sao đơn giản quá, làm gì dễ gì dễ. Mấy ông vô nhập thất, mấy ông nói mấy tháng không, mà vô đó không biết mấy ông nhập cái gì, chắc nhập điện thoại quá. Chứ đừng nói nhập thất, đơn giản quá hả quý vị. Người ta là làm thiệt 3 ngày 3 đêm á, chứng nghiệm trong kinh A Di Đà nói thật luôn á. Từ 1 ngày đến 7 ngày niệm chân thật, nhất tâm bất loạn luôn, cảm ứng Phật A Di Đà đến luôn. Thì nghĩ đơn giản sao? Nó đó là cái điều không đơn giản đâu. Mình niệm Phật mình hiểu mà quý vị, mình dùng phương pháp niệm Phật có 1 tiếng hồ đây nè, niệm Phật đi chung có 20 phút đây mà có khi còn ngủ gục kìa. Đừng nói gì 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, nói chuyện dễ hả? Quý vị tu quý vị thấy rõ ràng chưa? Nếu từ khóa đưa ra mà không phù hợp với khả năng mình, quý vị tu được mới sợ. Tại sao tu đông gì nít cũng tu được? Là vì cái thời khóa đưa ra dễ tu á, nhẹ nhàng đó mà tu được đó quý vị. Nó nên phải nhớ rằng bổ nguyện Đức Phật A Di Đà mình nương vào, mình tin nhân quả. Cái câu đầu tiên là tin nhân quả mà. Tin nhân quả là có nghĩa là bản thân mình nhân quả như thế nào là do chính mình đã tạo ra. Nhân thì mình gặt quả thì tin nhân quả. Tin nhân quả thì ít bao giờ phiền não. Câu kế tiếp đó là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Tín nguyện, tín là lòng tin với bổ nguyện Đức Phật A Di Đà kiên cố. Nguyện là chỉ có một nguyện cầu sanh cực lạc. Dù mình lỡ làm sai, nghiệp chướng mình lỡ làm điều sai lầm, tội lỗi, nhưng mà mình chân thật quay đầu sửa đổi lỗi lầm, rồi mình tín nguyện niệm Phật, mình tin Phật A Di Đà tiếp dẫn, thì đó là phù hợp.
Nên những đức nói rằng câu A Di Đà Phật và bổ nguyện Đức Phật A Di Đà là tấm gương phản chiếu cho chúng ta là kẻ tội lỗi. Nếu mà không có Phật pháp thì quý vị nghĩ mình tạo tội cỡ nào chưa? Những đức nói quý vị nghe nghe. Quý vị mà không nghe Phật pháp rồi không tội gì, quý vị không dám làm. Quý vị sẽ dùng mọi cách thủ đoạn khéo léo để mà che giấu tội lỗi của mình và đi tạo tội, đủ cách tạo tội. Dù có gạt cha mẹ, có gạt anh em, có lừa bạn bè, làm đủ chuyện tội lỗi chỉ cần có vật chất. Quý vị tin không? Chuyện này quý vị tin không? Nếu như chúng ta không gặp Phật pháp. Đó. Nên nhờ mình nghe Phật pháp đó mà việc tạo tội lỗi của mình nó ít đó, rồi nó biết dừng lại đó, là vì mình còn biết sợ đọa tam đồ ác đạo. Còn biết sợ đọa tam đồ ác đạo đó quý vị. Nên những đức nói cho quý vị nghe, mình phải cố gắng niệm Phật. Đó. Những thờ tu, một ngày 4 thờ tu, nhiệt liệt hết lòng mà tu. Bây giờ cái thờ 8 giờ rưỡi là cho những người mà bằng ngày người ta không có thời gian đó quý vị. Bằng ngày người ta không có thời gian theo thời khóa của mình giờ này nè. Sáng thì người ta vô được, mà giờ này có những người người ta vô không được nè. Lấy cái thờ 8 giờ rưỡi đó, cho người ta vô. Hiểu không? Có nghĩa là mình tu làm sao mình đảm bảo sức khỏe và mình háo hức cái tâm tu. Chứ không phải là gượng gạo mà tu mà trở thành mà giống như mệt mỏi, gượng gạo không phải. Những đức nói những cái thờ tu của những đức đưa ra cho quý vị tu, mà nếu mà còn làm biếng nữa thì thôi chịu thua. Làm biếng nữa thì không biết làm sao luôn. Vì cái thờ tu này tính kỹ dữ lắm rồi. Mình nghĩ sức phàm phu và sức phàm phu phù hợp rồi. Chứ những đức đâu có nghĩ cái sức những đức là cái sức của vượt qua phàm phu của quý vị đâu. Những đức nghĩ như đức là phàm phu, với quý vị là phàm phu đồng sức. Nên những đức ra cái sức của mình để cho quý vị phù hợp. Chứ những đức không muốn làm cái chuyện phi phàm mà để cho người khác nhìn chơ. Không có. Mà những đức mong mọi người chúng ta đều làm được. Nên đưa cái tờ khóa quý vị thấy không? Dễ tu vô cùng. Con nít mà người ta còn tu được mà. Nít mà còn tu được không chứ người lớn. Nó nít nó, ngày nào mấy bé mà cháu dì tư vô tu ngon lành luôn. Ngồi vô nó ngồi tu rồi mấy đứa nít. Nhiều đứa nít có 4 tuổi mà nó còn lễ Phật được. Vì nghĩ gì? Cỡ nào? Nít mà nó còn điều tu được hết chứ. Thấy không? Đó. Đó là cái điều mà mình phải phải thấy cái phương pháp tu này nó hay. Nên vô tu làm sao mà nó háo hức cái tâm. Nó háo hức cái tâm là càng tu mà càng muốn sanh cực lạc. Chứ không phải là tu giết rồi nó đi luôn nha. Đi máy ấy, biết chưa? Trong cái xe mà trung bình tốc độ nó hơn 100 cái số. Mà giết rồi chiếc xe còn có chạy 60. Lên không nổi nữa. Cứ đi thua. Cái tâm cầu sanh cực lạc làm sao mà càng ngày càng háo hức. Càng khổ càng muốn giảng sanh. Càng bình an càng vui càng muốn giảng sanh. Vì sao? Vì càng vui mới thấy cuộc đời này nó vô thường, vui không bao lâu. Nên về cực lạc hưởng cái niềm vui này mới dài. Còn càng khổ, đã khổ rồi thì muốn càng muốn về cực lạc. Nó thấy không? Nên trong cuộc đời này không có bao giờ cái gì mà thuận tiện hoài cho mình đâu. Hãy nhớ kỹ điều này đi. Vì mình cũng có bao giờ mình tạo thuận tiện cho người ta đâu mà mình được thuận tiện. Quý vị coi trong cuộc đời này không thấy người ta đẹp hơn mình chút thôi. Có những người mình mà khi chưa tu cái tâm mình đã mong người ta xấu lại rồi. Thấy chưa? Thấy nhà người ta hạnh phúc một chút thôi mà kế nhà mình thôi mình nói hạnh phúc mới được bao lâu quá nghe. Thấy ganh tị. Nó thấy nhà người ta cắt kế nhà mình mà nhà bự bự hơn thôi nè. Ừ, bự vậy đó mà mai mốt có chừng á. Có chừng nợ nần chồng chắc kéo đến bây giờ. Thấy chưa? Cái tâm đó bị bao giờ mà mình làm thuận tiện cho người ta đâu. Cái gì ai hơn mình một chút là bản thân mình muốn ganh tị với người ta rồi. Mình đâu có thuận tiện với người ta đâu. Mà đã là nhiều đời nhiều kiếp mình không có tu, còn cái tâm còn kinh hơn nữa. Nên cái nhân gieo đó của mình nó ghê quá. Nên đến cái cõi đời này gọi là nhân sinh thù nghiệp. Mà đòi thuận tiện không có đâu. Thuận tiện là thuận tiện cái tâm mà tin nhân quả thôi. Còn ngoài ra cái cảnh là nó sẽ thay đổi quý vị xuyên suốt. Đó, bởi vì không gặp người này cũng gặp người khác à. Gặp người này thương gặp người kia ghét à. Nói cho vị nghe chứ đời đạo gì cũng vậy hết. Ở trong đó đi rồi sẽ thấy. Đừng bao giờ thất vọng người tu. Vì người tu vẫn còn là phàm phu. Hiểu chưa? Người tu vẫn còn là phàm phu. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng là người tu. Sao chúng ta vẫn trở lại? Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng là người tu. Sao chúng ta vẫn đọa tam đồ? Quý vị về cực lạc đi rồi bị xuống với tam đồ ác đạo vì coi có người tu chứ đâu.
không ít đâu, ở dưới á. Nó nên từ nơi đó mà mình tu, nhưng mà mình còn ganh tị, còn hơn thua, còn đấu đá, nên mình đi xuống tam đồ ác đạo. Nên rồi cái duyên nó qua tam đồ ác đạo, nó mới trở lại tu nữa nè. Chứ không phải là nói cái chuyện mình đi đến cái cõi này, mình nói là cái người ta không tu người ta đấu đá, còn cái người tu mà đấu đá tôi thất vọng với đạo Phật quá. Đừng có nghĩ vậy sai rồi, quý vị ơi, đừng có nghĩ vậy sai rồi. Đâu phải ai tu cũng là giải thoát hết đâu. Có những người thì có tâm tu thì hướng đến giải thoát mãnh liệt. Có những người tu cũng qua ngày đoạn tháng chứ quý vị. Nó có hết trơn. Nên thờ Đức Phật mới có lục quần tỳ kheo. Mới có những người ở trong đạo Phật mà muốn phá đạo Phật có mà. Thờ Đức Phật còn có không chứ gì tới mình. Nó có hết trơn. Nên quý vị đừng có bao giờ nhìn để thất vọng, mà hãy quay lại mình cố gắng. Hiểu không? Đừng nhìn để thất vọng mà hãy quay về mình mà cố gắng. Đó. Có khi Phật Bồ Tát cũng thể hiện đi đọa tam đồ ác đạo á, mà người ta không khổ. Còn mình đi đọa tam đồ ác đạo là mình khổ đó. Như Đề Bà Đạt Đa, đọa tam đồ ác đạo không khổ. Mặt đất nứt ra, Đề Bà Đạt Đa lọt xuống đọa tam đồ ác đạo. Mà Ngài Anan xuống hỏi thăm thì Đề Bà Đạt Đa nói không có khổ. Nó thấy chưa? Còn mình mà đọa mình te tua luôn. Người ta là Bồ Tát thể hiện đi đọa, luyện vô chảo dầu người ta như là ta đi tắm biển. Còn mình mà bị liện vào chỗ dầu, vớt lên mấy cù lẳng thịt mất tiêu hết trơn, còn mấy cù lẳng không. Nói thiệt quý vị 100% luôn á. Phật Bồ Tát là nhảy vô chỗ dầu giống như tay tắm biển, còn mình mà liện mình vô chỗ dầu thì còn mấy cù lẳng vớt lên. Nó nên từ nơi đó mình khác. Nên người ta thể hiện như vậy đó. Người ta đi đỏ tam đồ, mình cứ nghĩ vậy đi. Để bản thân phàm phu mình đừng có thất vọng với Phật Pháp, mà mình phải nỗ lực hơn nữa. Bây giờ có được cái gia đình mà tu tập được gì cố gắng. Nhớ kỹ bổ nguyện của Phật, câu Phật hiệu là tấm gương để soi gọi mình. Nếu mình lỡ bắt hiếu cha mẹ thôi bây giờ mình sửa đi. Mình lỡ nói lời giả dối với mọi người mình sửa đi. Mình lỡ tạo tội nghiệp gì bây giờ cố gắng mình niệm Phật. Mình lỡ mang nghiệp phá thai, tạo tội nghiệp phá thai, con đến báo ơn báo quán gì đó mà bây giờ mình giết nó đi. Nếu báo ơn thì thành báo quán, mà báo quán thì chắc chồng thêm. Mình hiểu nguyên lý tạo tội nghiệp này nặng rồi. Với những câu chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư như Đức kể cho vị nghe đó, hiểu rồi, cái tạo tội nghiệp này nặng quá. Thôi, bây giờ nhờ niệm Phật, nhờ bổ nguyện của Phật soi gọi tâm con, để con chăng thật nỗ lực mà từ hôm nay bắt đầu niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nó điều đó tốt mà quý vị. Nên nói đó là tấm gương soi gọi mình. Những Đức nói cho vị nghe chứ. Thí dụ như ngày xưa mình chưa có biết tu gì đi, Những Đức nói với vị nghe, nhà mình có khi cũng có những gia đình nuôi heo, chăn nuôi quý vị, không đơn giản. Những Đức đến gần một cái nhà nọ, Những Đức ở gần cái nhà đó, Những Đức nghe, mà cái nhà chăn nuôi quý vị, mà phân heo nó bốc mùi ra, hương hoa, tràn ô, không đơn giản. Những Đức nói cho vị nghe, nếu như mà chòm sớm láng giềng mà mỗi người người ta trong lòng không vừa bụng, gọi là bá gia bá tánh không vừa bụng, mỗi người người ta nói một câu thôi, tiền kiếm không đủ về sao, những cái nghề đó tránh đi. Những Đức thấy rồi, ở dưới quê Những Đức ngày xưa có nhiều cái gia đình mà nhà máy xây lúa mà sao ngộ lắm. Cả Những Đức cũng có người bạn nhà máy xây lúa lớn luôn, chốt gạo luôn. Chính người bạn nhà Đức nói một câu rằng lạ lắm, bao nhiêu chục chiếc nhà máy xe lúa, ở dưới quê nhà máy xe lúa là cũng khá giả, chốt gạo đâu, mà sao thời gian không lâu tiêu tùng hết trơn. Sau này người bạn nhà Đức học Phật, người bạn nhà Đức có nói một câu rõ ràng: gạo thóc đổ tháo, giảm đạp gạo thóc. Rồi có khi chấu nhiều quá, nửa đêm xả chấu xuống sông, mà người ta múc nước ta uống thì bụi bặm quý vị. Rồi bụi bặm bay tứ tung chòm sớm láng giềng kêu riêu. Từ nơi đó mà lạ tai, sạch của cải hết. Nó nên những cái nghề gì mà mình làm mà mình thấy mà tổn hại chòm sớm láng giềng, cố gắng tránh. Tránh. Nhà mình dưới quê đồ, mà thí dụ như con nít con cháu mình đồ, con nít nó đi phân ra mà hát xuống sông cũng có lỗi, không phải đơn giản đó nghe quý vị. Khi ở dưới sông ta múc nước ta uống làm sao,
đó. Rồi thí dụ như gia đình nuôi trâu bò mà nó đi ngoài đường, nó đi tùm lum, xe người ta chạy qua chạy lại nghe mùi hôi, mình bị ảnh hưởng cái phước mình đó, chứ không đơn giản đâu quý vị. Quý vị mà thử đi dưới quê đi, mình chạy ngang mà trâu bò nó đi phân mà mình chạy ngang mình cán lên đi, mình trong lòng mình cũng khó chịu chứ. Mà cái nhân tố đó nó làm cho gia đạo mình vì sao không có tồn tại, không có tồn tại đâu. Nên mình biết tu rồi, niệm Phật, bổ nguyện của Phật soi gọi cái tâm mình. Mình thấy cái việc làm này mình kiếm được tiền nhưng tổn hại mọi người, không làm. Thấy tốt quý vị công nhận không? Phật pháp tốt, những đức nói những điều này là xác thực nhất. Quý vị nghe, quý vị thấy, quý vị nhìn nhận đi. Rồi tự nhiên quý vị thấy cái câu tin nhân quả là hay lắm á. Tin nhân quả rất là hay, không có buồn dặn người khác, để trong tâm. Và gầy dựng tín nguyện niệm Phật không phải là gầy dựng tín nguyện niệm Phật để mà chúng ta làm điều tội lỗi tùy tiện để được Phật hay là tiếp dẫn nhân sanh, không phải đâu. Cái này quý vị phải tin 100% là không phải. Mà đó là soi gọi cái tâm mình để sửa đổi lỗi lầm thì là đúng. Nhớ nghe quý vị, để quyết tâm đời này chúng ta về thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.